Chuyện tình yêu của Elsa và Jack Frost rất lãng mạn. Họ sẽ ở bên nhau chứ? Cùng làm búp bê giấy và tạo nên câu chuyện cổ tích của riêng chúng ta trong video mới của La Lilu nha. Câu chuyện này kể về hai nhân vật xinh đẹp có phép thuật đóng băng. Và với những mẹo hay của chúng mình, tự làm những nhân vật này không hề khó. Phác thảo Elsa trên một tấm bìa cứng màu trắng bằng bút chì. Bạn có thể tải bản phác thảo của chúng mình từ link ở phần mô tả bên dưới. Khéo léo vẽ theo các đường viền bằng bút gel. Bắt đầu từ kiểu tóc và khuôn mặt, rất dễ thương có phải không? Tiếp theo là cổ và cơ thể. Cánh tay và đôi chân sẽ gồm hai đoạn để búp bê có thể di chuyển được. Lấy bút chì màu ra và tô tóc màu vàng. Elsa có mái tóc vàng tự nhiên, tạo khối bằng màu nâu và tạo độ bồng bềnh cho tóc. Đánh bóng khuôn mặt và cơ thể bằng bút chì màu be. Thêm một chút má hồng và tô đôi môi bằng bút chì đỏ. Thêm chút sắc độ cho khuôn mặt, vẽ mí mắt và tạo khối trên cổ. Mắt của Elsa có màu xanh nhờ phép thuật băng giá của bạn ấy. Bây giờ tạo độ đậm nhạt trên cánh tay và vẽ các ngón tay. Làm tương tự đối với chân. Trang trí mí mắt bằng keo dán lấp lánh và thêm hạt lấp lánh màu bạc cho mái tóc. Bây giờ dùng kéo cắt búp bê ra thôi nào. Vẽ theo một phần cơ thể trên một tờ giấy xốp màu xanh và cắt bộ đồ body ra. Dùng keo dán bộ đồ vào. Trang trí bằng sương giá, thoa keo trắng lên. Rắc một ít hạt kim tuyến lấp lánh lên và lắc để phần thừa rơi ra. Sắp xong rồi. Dùng dùi chọc lỗ ở khuỷu tay. Luồn chốt bằng đồng hoa và nối chúng lại. Bây giờ gắn hai cánh tay lên vai. Nối hai chân với cơ thể và gắn phần còn lại vào. Giờ búp bê trông có vẻ giống thật rồi đấy. Chỉ cần sơn các chốt nối bằng sơn acrylic màu be. Bây giờ chúng gần như vô hình. Công chúa băng giá của chúng ta vô cùng xinh đẹp. Chúng mình không để bạn ấy một mình. Vẽ theo bức hình của Jack Frost bằng bút mực gel. Bắt đầu với mái tóc và khuôn mặt. Các chi tiết của Jack rất dễ thương. Chuyển sang quần áo, cánh tay và đôi chân. Dùng bút chì tô màu cho tóc. Tô khuôn mặt và cơ thể màu. Bạn có để ý thấy Jack có đôi mắt xanh giống Elsa hay không? Tô màu đôi môi và bây giờ chúng ta làm cho khuôn mặt trông thật hơn. Tạo độ đậm nhạt dưới tóc, mí mắt và cổ. Bây giờ là cánh tay. Mình phấn khích đến nỗi không nhận ra bút chì bị mòn đi. Bây giờ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một cây bút chì sắc nhọn sẽ dễ vẽ hơn nhiều. Tô xong tay chân rồi. Làm cho tóc của Jack đẹp hơn nha. Thoa keo trắng lên tóc và rắc hạt lấp lánh lên. Dùng kéo cắt búp bê ra. Bây giờ chúng ta cần mặc đồ cho Jack. Vẽ theo hình búp bê cùng với hai cánh tay trên giấy xốp màu xanh. Vì chàng trai của chúng ta sẽ mặc áo hoodie có tay. Cắt ra một lỗ để làm mũ và cổ áo. Vẽ từng cái một vào. Cắt chiếc mũ ra. Chúng mình cũng sẽ làm túi 3D ở phía trước. Vẽ theo hình đôi chân trên giấy xốp màu nâu. Làm chiếc quần qua đầu gối một chút và cắt ra. Dán quần áo vào cơ thể. Đặt cổ áo và chiếc túi lên trên. Dán tay áo lên hai cánh tay. Làm tương tự như vậy đối với quần. Và bạn có thể dễ dàng dùng ốc vít bằng đồng gắn các bộ phận lại với nhau. Yay! Jack Frost vận động rất nhiều. Một cậu bé tuổi teen đúng là như vậy. Che các ốc vít trên đầu gối bằng sơn acrylic màu nâu. Bôi keo trắng như những giọt băng lên. Rắc hạt lấp lánh lên và thổi phần thừa đi. Đừng quên cánh tay và túi áo nha. Trang trí chiếc quần bằng một dây kim loại mềm màu vàng kim. Cắt ra thành các đoạn có chiều dài khác nhau và dán chúng lên làm dây giày. Jack Frost đã mong chờ được gặp Elsa từ rất lâu rồi. Hy vọng lần này họ gặp được nhau. Cùng làm một chiếc váy sang chảnh cho công chúa nha. Đặt mẫu trên tấm bìa cứng màu trắng và vẽ hình mà bạn muốn. Phác thảo cổ áo và chân váy. Nhớ vẽ vạt gấp.
nhờ vạt gấp mới mặc váy được cho búp bê. Vẽ theo hình chiếc váy không có vạt gấp trên một tờ giấy xốp trắng. Xếp ly phần trên của mảnh vải thuyên trắng và gắn nó vào mặt sau của chiếc váy. Thoa keo trắng lên mảnh vải thuyên và rắc hạt lấp lánh màu xanh lên. Trang trí chiếc váy với hạt lấp lánh màu xanh và bạc. Thoa keo vào bên trong phần cúp ngực và gắn mảnh vải thuyên vào. Vẫn thiếu thứ gì đó. Đây rồi, chiếc váy của chúng ta trông tuyệt vời hơn khi đính kim cương. Và nếu Elsa muốn thay đổi kiểu tóc thì sao? Làm thêm để bạn ấy lựa chọn nha. Vẽ theo phần đầu và vai trên bìa cứng màu trắng. Vẽ mái tóc dài. Vẽ viền tóc bằng bút mực gel. Tô màu bằng bút chì sáng màu, tạo độ đậm nhạt cho mái tóc. Trang trí mái tóc như chúng ta vừa làm. Dùng keo trắng và hạt lấp lánh màu bạc. Vẽ thêm vạt gấp ở hai bên và cắt nó ra. Kiểu tóc này thật sự phù hợp với Elsa. Và Jack sẽ cầm cây gậy ma thuật của mình. Vẽ phác họa cây gậy. Sau đó dùng bút màu đen vẽ theo đường viền và khéo léo cắt ra. Chuẩn bị một tờ giấy xốp màu nâu trông giống như gỗ và vẽ hình cây gậy trên đó. Thoa keo trắng lên. Dùng cọ tán đều ra và dính cây gậy bằng bìa cứng vào. Thoa keo lên mặt sau tấm giấy xốp và rắc hạt lấp lánh màu bạc lên. Cây gậy ma thuật của chúng ta đã xong rồi nè. Thời tiết thật đẹp, xung quanh toàn là tuyết. Mặt trăng soi sáng đường cho chắc. Gió à, mang tôi đi với. Làm bộ đồ khác cho Elsa nha. Đặt hình của công chúa trên một tấm bìa cứng màu trắng và vẽ một chiếc váy dài. Vẽ thêm các vạt gấp rồi cắt chiếc váy ra. Khéo léo vẽ theo chiếc váy trên tấm giấy xốp màu hồng, không cần vẽ vạt gấp. Cắt chiếc váy ra và trang trí cho nó. Dùng cọ bôi keo có hạt lấp lánh màu bạc lên một số chỗ. Đính thêm những viên kim cương nhỏ lên. Chúng ta có một chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp. Đã đến lúc làm thêm giày rồi. Đặt chân lên tấm bìa cứng và vẽ theo để có được một đôi giày. Nhớ vẽ vạt gấp nha. Dùng giấy xốp màu xanh làm một cái tương tự, cắt ra và dán chúng lên trên. Trang trí bằng keo dán lấp lánh. Để làm bộ tóc giả mới, chúng ta vẽ theo cái đầu, xác định khuôn mặt và vẽ tóc. Vẽ thêm vạt gấp và dùng bút để vẽ các lọn tóc. Tô màu vàng cho tóc và tạo độ đậm nhạt bằng bút chì màu nâu. Chúng ta lại dùng hạt lấp lánh và keo màu trắng để trang trí. Đính thêm kim cương vào giữa để tạo thành vương miện lấp lánh. Elsa đang tỏa sáng trong bộ đồ mới. Thật khó để không phải lòng cô nàng xinh đẹp này. Bây giờ Elsa có thể mặc bất kỳ bộ trang phục nào và thể hiện phép thuật của mình với cả thế giới. Bạn ấy thay đổi diện mạo quá nhanh. Xin chào, Nốt. Hãy đưa mình đi gặp định mệnh của mình. Chỉ cần làm áo choàng cho Jack nữa là xong. Gấp miếng nỉ dày màu nâu lại. Phần ngắn hơn sẽ ở phía trước và phần áo choàng sẽ ở phía sau. Cắt đường viền cổ áo. Bây giờ đặt tấm nỉ trở lại và đánh dấu chiều rộng của chiếc áo choàng. Cắt các mảnh ra. Dán keo lên hai bên áo choàng. Thêm một số họa tiết băng giá bằng keo dán lấp lánh. Và chi tiết cuối cùng, lấy một sợi ruy băng ra và thắt một nút. Dán ở chính giữa chiếc áo. Xong rồi! Jack đến vương quốc lạnh giá và đóng băng để tìm Elsa. Mình đang ở đâu vậy? Phép thuật có tác dụng ở đây không? Nếu nàng ấy không ở đây thì sao? Jack đang lo lắng. Đột nhiên, Jack nghe thấy tiếng vó ngựa. Elsa! Ngựa ơi, chúng ta đang ở đâu vậy? Hả? Đây là một khu rừng ma thuật. Jack lo mình sẽ làm công chúa sợ. Có ai ở đây không? Ai vậy? Elsa? Ai đang đột nhập vào chỗ của ta vậy? Ta thấy chàng rồi, Jack. Ta đến để đưa nàng ra khỏi chỗ lạnh giá này mãi mãi. Nàng không phải trốn nữa. Chúng ta đi cùng nhau đi.
Cái gì vậy? Không sao đâu chàng à, đây là tia lửa định mệnh. Khi hai trái tim cùng gặp một tia lửa tình yêu. Jack, đi tìm định mệnh của cuộc đời chàng đi, đừng nhìn lén nha. Nàng đi đâu vậy Elsa? Jack nhanh chóng tìm thấy Elsa và họ ở bên nhau mãi mãi vì đây là tình yêu đích thực. Sau đó Jack bế Elsa lên và họ cùng nhảy một điệu nhảy của băng tuyết và tình yêu vĩnh cửu. Jack, chúng ta thậm chí có thể đi đến tận cùng thế giới. Họ đang ở trong một thế giới tuyệt vời. Tạm biệt Nót, người bạn trung thành. Elsa, thế giới của chúng ta rất gần nhau. Đúng rồi Jack, và giờ là lúc chúng ta được gặp nhau rồi. Elsa, đi hẹn hò cùng ta đi. Dạ được chứ, nhưng chúng ta cần thay đồ. Bây giờ tốt hơn rồi đấy. Bạn có thích câu chuyện cổ tích của chúng mình không? Nhớ like video, tự làm búp bê giấy và tạo ra câu chuyện cổ tích riêng của bạn. Đăng ký kênh Lalilu để không bỏ lỡ những đồ thủ công thú vị và sáng tạo trong các video mới của chúng mình nha.